ngành dược Việt Nam có ưu thế mạnh về các giống cây dược liệu. Những loại dược liệu quý thường rất đa dạng và phong phú về chủng loại, trong đó đan sâm chính là một dược liệu quý. Từ xa xưa, dân gian vẫn xem cây đan sâm là một dược liệu quý dùng để chữa trị rất nhiều loại bệnh khác nhau. Nhưng ngày nay xã hội phát triển, những nguồn dược liệu này mai một nên càng trở lên quý hiếm. Vì vậy, để tìm được loại dược liệu đan sâm có nguồn gốc sạch, đúng tiêu chuẩn an toàn không phải dễ. Vì vậy, bài viết dưới cây sẽ giúp bạn có thêm thông tin về mua bán cây thuốc dược liệu đan sâm. Cây đan sâm mục lục. Cây đan sâm là một loại cây cỏ sống lâu năm, toàn thân mang lông ngắn vàng nhạt. Mép lá chét có răng cưa tù. Mặt trên lá chét màu xanh, có các lông mềm màu trắng, mặt dưới màu xanh tro, cũng có lông nhưng dài hơn. Cân nổi ở mặt dưới, chi phiến lá chét thành búi nhỏ. Hoa mọc thành chùm ở đầu hay ở kẽ lá. Hoa có màu xanh tím nhạt, hai môi, môi trên nghiêng hình lưỡi liềm. Cây có hình trụ, cao từ 30-80cm, màu đỏ nâu. Cây đan sâm đang được cây giống trên khu vực Tam Đảo, mùa hoa từ tháng 5 đến 8, mùa quả từ tháng 6 đến 9, thường thu hoạch vào mùa đông bằng cách đào về rửa sạch, cắt bỏ rễ và cây, sấy khô hoặc phơi cây đan sâm. Xem đầy đủ hình ảnh nhận dạng cây đan sâm. Công dụng của cây đan sâm trong các công trình nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, đan sâm có các tác dụng sau: hỗ trợ giảm rối loạn tuần hoàn máu, làm giãn các động mạch, tĩnh mạch nhỏ, tăng tuần hoàn vi mạch, làm giảm nhồi máu cơ tim cấp tính, phạm vi vùng thiếu máu giảm đáng kể hoặc mất đi hoàn toàn, làm chất dẫn giúp ổn định màng hồng cầu, tăng sức đề kháng của hồng cầu, phòng tránh tình trạng tan máu, giúp hồng cầu tăng khả năng kéo giãn và phục hồi hình dạng nhanh hơn so với những người không dùng đan sâm. Ức chế sự kết hợp tiểu cầu, chống huyết khối nhờ hoạt chất bioiron và sanvinon, tốt cho tim mạch, bảo vệ cơ tim chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do có hại cho cơ thể. Qua nghiên cứu cho thấy, đan sâm có tác dụng làm lưu thông máu, chống lại quá trình oxy hóa, góp phần hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh liệt dương ở nam giới, giúp máu lưu thông đến dương vật đều hơn và nhanh hơn. Xem thêm thành phần và công dụng cây đan sâm. Một số bài thuốc thông dụng của đan sâm thảo dược giúp cải thiện giấc ngủ: tâm sen, hắc táo nhân, tam thất, đương quy, đan sâm, cao bạch quả giúp tuần hoàn máu, có tác dụng dưỡng tâm, an thần, giảm mệt mỏi, căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu, phục hồi tinh thần thoải mái và sảng khoái vào hôm sau. Những vị thảo dược kết hợp cùng đan sâm giúp chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe, chữa đau tức ngực. 32 đan sâm, xuyên khung, trầm hương, ớt kim mỗi loại 20 giờ, 16 giờ hoa hồng, 10 giờ đương quy vĩ, xích thược, hương phụ chế, hẹ, qua lâu mỗi loại 12 giờ. Uống trong một tháng. Chữa viêm tắc động mạch chi, 20 giờ đan sâm, hoàng kỳ, 16 giờ đương quy vĩ, 12 giờ xích thước, quế chỉ, nghệ, nhũ hương, mộc dược, hồng hoa, đào nhân, tô mộc. Mỗi ngày uống một thang. Giảm mỡ máu, chỉ dùng đan sâm 8 đến 18 giờ, rửa sạch, tán thô, hãm trà uống trong ngày. Đan sâm 6 giờ, hạ thủ ô 10 giờ, trạch tả 5 giờ. Tất cả sắc uống trong ngày. Đan sâm, tam thất, xuyên khung, trạch tả, nhân sâm, đương quy, hạ thủ ô, hoàng tinh. Tất cả lượng bằng nhau, 8 mịn, ngày uống 4 giờ, chia làm 2 lần sáng chiều, uống liệu trình trong 15 ngày. Viêm gan mãn tính, đan sâm 10 giờ, nhân trần 15 giờ. Tất cả rửa sạch sắc lấy nước uống, có thể thêm 15 giờ đường đỏ. Uống ngày 2 tháng 3 lần. Mặc dù đan sâm có tác dụng rất tốt, nhưng chỉ khi kết hợp với các loại thảo dược khác thì nó mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt hiện nay, việc tìm mua được các loại thảo dược thiên nhiên đảm bảo chất lượng cũng tương đối khó. Do đó, để tiện lợi sử dụng và tránh mua phải dược liệu kém chất lượng, bạn có thể chuyển sang xem xét sản phẩm thực phẩm chức năng được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, từ nhiều loại thảo dược thiên nhiên để hỗ trợ điều trị bệnh và tăng cường tốt cho sức khỏe tổng thể. Sản phẩm An Tim của Tuệ Linh giúp tăng cường máu tới cơ tim, giãn động mạch vành, tăng sức bền của cơ tim, giãn động mạch vành, tăng sức bền của cơ tim, giúp làm giảm các triệu chứng đau thắt ngực, khó thở, giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim.
Đặc biệt sản phẩm, chiết xuất ngải hoa đỏ, chiết xuất chảo cổ lam, chiết xuất đan sâm. Thực phẩm chức năng Antim được chiết xuất từ 100% tự nhiên, từ những loại thảo dược thiên nhiên, đảm bảo chất lượng và thật sự an toàn cho người sử dụng. Xem thêm, tổng hợp các cây thuốc nam quý, hiếm cho người Việt phần y. Tổng hợp các cây thuốc nam quý hiếm, cho người Việt phần 2 địa chỉ cung cấp đan sâm uy tín nhất. Dược liệu Tuệ Linh thu mua chế biến và chế biến thảo dược đan sâm. Các sản phẩm của Tuệ Linh đưa ra trên thị trường đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, với những bằng chứng khoa học không thể phủ nhận, được thử độc tính cẩn thận, thử tác dụng dược lý tại các trung tâm lớn và thử lâm sàng trên bệnh nhân. Đặc biệt là các nghiên cứu chuyên sâu về chiết xuất thành phần hoạt chất trong dược liệu đảm bảo hiệu quả tối đa. Ngoài ra để cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, cũng như các sản phẩm được chiết xuất từ các loại dược liệu quý hiếm, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.